đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé! Xin chào, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. À, và các bạn thân mến, hiện tại thì bây giờ chị Hiên đang có một số bài nghị luận xã hội và chị rất muốn là có thể chữa cùng với các em. Các bạn có thể tham khảo những cái đề này trong buổi ngày hôm nay cùng với chị Hiên được không ạ? À, trước mặt chị bây giờ là một số những cái bài à, đề thi thử mà các bạn ở trong lớp học văn chị Hiên đã làm. Và ngày hôm nay thông qua phần phát trực tiếp này thì chúng mình sẽ cùng xem phần bài viết của các bạn ấy nhá Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt ở đây chưa Và các em ơi các bạn đã đang ôn tập thế nào rồi ạ <laughs> Chúng mình đã chuẩn bị một cái tinh thần thật là sẵn sàng Để có thể bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia chưa Chúng mình sẽ cùng xem một số bài nghị luận xã hội mà các bạn ấy viết nhé nhưng mà chúng mình sẽ sẽ cùng đợi mọi người vào một chút xíu trong lúc đó thì chị sẽ cắm cái sạc pin một chút. Ồ, mai mai em thi thử à? Mai thi khảo sát à? Ok vậy thì chị sẽ chúc em hoàn thành thật là tốt cái phần bài thi khảo sát của mình nha. Được không ạ? Chúng mình sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu và trong lúc đó thì chị Hiên xin phép và sẽ được cắm cái sạc. Ok không ạ? Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị chưa nào? Chúng mình đã có mặt ở đây cùng với chị chưa ạ? Các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị chưa ạ? À ủa chị chưa ngủ ạ. <laughs> Thực sự là mấy ngày hôm nay rất là bận và đến bây giờ thì mới có thời gian để ngồi đây cùng với các em và chữa đề cùng với các bạn đấy. Thế nên là rất là mong muốn là nếu như các bạn đã có ở đây rồi, có mặt ở đây rồi thì các bạn có thể thì các em có thể uh, bình luận ở đây để chị biết nhá. Ồ oh, vừa thi sáng nay à. Rồi ok, xin chào, hữu nghĩa, xin chào em, xin chào các bạn. Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau chữa một số những cái đề nghị luận xã hội các bạn nhá. Được không nào? <laughs> Nói chung là phải thu xếp thời gian để có thể đồng hành cùng với các em thôi, bây giờ cũng đã là giai đoạn cuối rồi. Bây giờ đã là giai đoạn cuối rồi. Được không nào? À các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ có đây nhá. Bây giờ mình sẽ có một cái đề bài như sau. Một cái đề bài bám rất sát với đề thi trung học phổ thông quốc gia, đề nghị luận xã hội. Và như chị Hiên đã nói thì đây sẽ là cái phần bài viết của các bạn học sinh ở trong khóa học của học văn chị Hiên. Thế nên là như các em đã biết thông tin gì chưa? <laughs> rồi, chị cảm ơn nghĩa nhiều nha. Các em đã biết thông tin gì chưa? Đó chính là sang tuần tới thì chị Hiên đã chính thức khai giảng khóa học 10 ngày rồi đấy. Hiện tại bạn nào mà chưa tìm hiểu về khóa học 10 ngày thì các em có thể chủ động nhanh chóng đăng ký ngay và luôn để kịp thời tham gia buổi học khai giảng cùng với chị nhá. Ok không nào? Được không ạ? À? Các bạn ơi nhất trí không ạ? À? Có lẽ là bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu luôn về cái đề bài ngày hôm nay chị Hiên có nha. Đây ạ. À. Và ở đây thì chị có một cái bài viết, được không ạ? À? Ở đây thì chị Hiên có một cái phần bài viết và đây sẽ là phần bài viết của một bạn học sinh ở trong khóa học của chị như ngày hôm nay thì cái mục tiêu của chúng mình đó chính là sẽ cùng với nhau luyện đề và cụ thể chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về câu nghị luận xã hội được không ạ các bạn đã có mặt ở đây chưa nào các em đã có mặt ở đây chưa ạ rồi chúng mình sẽ cùng chữa nhá chúng mình sẽ cùng chữa nhá chúng mình sẽ cùng chữa nhá Ok ạ. À. Các bạn ơi, đề bài của chúng mình đó chính là à đây ạ. À. Từ nội dung phần đọc hiểu, chúng ta sẽ trình bày về vai trò của tinh thần lạc quan. Ok chưa ạ? Đây sẽ là đề bài. Và các bạn đều biết rằng đây là một cái đề bài mà cực kỳ sát với cấu trúc đề thi minh họa của đề thi trung học phổ thông quốc gia đúng không ạ? Thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là hãy nhớ nhá. Về cái hình thức ấy là chúng mình sẽ viết cái hình thức đoạn văn. Ok chưa ạ? Còn về cái dung lượng mà chúng ta có thì sẽ là một đoạn văn khoảng 200 chữ. Đúng không nào? Thế thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy này. Rõ ràng là nếu như mà chúng ta viết như thế này nhìn là chúng ta viết rơi vào một mặt rồi và chị thấy như thế thì về cái dung lượng nó đang hơi bị dài. Các bạn có thể tiết chế lại vậy thì bây giờ mình sẽ xem phần bài viết của bạn ấy để chúng ta cùng xem xem là chúng ta có thể tiết chế được cái gì các em nhá, ở trong phần bài viết của bạn ấy. Ok chưa ạ? Bây giờ chúng ta có như sau này. Đây ạ, cách bạn ấy dẫn vào nhá. Hình thức đoạn văn và yêu cầu tức là về mặt nội dung của chúng ta ở đây thì sẽ là gì ạ? Vai trò của tinh thần lạc quan vai trò của tinh thần lạc quan trong cuộc sống ok chưa ạ đây sẽ là cái phần nội dung mà các bạn sẽ để ý giúp cho chị nhá thế thì ở đây chúng mình có cách cách bạn ấy dẫn vào đề như sau này đó chính là có một câu nói như thế này thành công không phải đích đến cuối cùng thất bại cũng chẳng phải vực sâu thăm thẳm đó chỉ là động lực để bạn vững vàng trên con đường sắp tới. Và câu nói ấy đã nhắc nhớ tôi về vai trò của tinh thần lạc quan. Chúng ta có thể thấy rằng là cái ý tưởng mà bạn ấy triển khai với đề bài này, đó là bạn ấy đi từ một cái nhận định, đúng không ạ? Thế nhưng mà chị thì chị cho rằng là về cơ bản cái nhận định này, được không ạ? Về cơ bản thì cái nhận định này, thứ nhất, đó là chúng ta thấy nó dài bởi vì nó chiếm tới tận 3 dòng đúng không ạ thứ hai là nó cũng không dẫn cụ thể vào cái cụm từ mà chúng ta đang cần đề cập tới đó là tinh thần lạc quan vậy nên là cái lời khuyên của chị là à, chúng ta sẽ cố gắng là lựa chọn một cái nhận định phù hợp được không ạ phù hợp ở đây đương nhiên là dung lượng của nó phải vừa phải và cái yếu tố thứ hai đó là tốt nhất là nó nên đề cập đến ngay và luôn về cái nội dung vấn đề mà chúng ta cần dẫn dắt vào sau đó chúng ta áp dụng một cái cấu trúc đó là gì ạ à, trích dẫn ấy đã nhắc nhớ tôi về bài học gì trích nhớ trích dẫn ấy đã nhắc nhớ tôi về gì ạ à về cái gì đã nhắc nhớ tôi về cái thông điệp gì đó thì thì chị nghĩ là sẽ ổn hơn thì đấy là cái phần góp ý cho phần mở đoạn của em em chú ý giúp chị nhá rồi ạ, à, tiếp tục này chúng ta sẽ có. Bởi vì ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta phải mở đoạn mất tận 1 2 3 4 và 5 dòng ạ cho phần mở đoạn. Đúng không ạ? À? Các bạn nhìn thấy. Bởi vì ở đây thì các bạn thấy rằng là gì nào? Các bạn thấy rằng là rõ ràng là chúng ta đang viết một đoạn văn khoảng 200 chữ. Và chúng ta cũng sẽ tính là chúng ta sẽ chỉ viết khoảng 2 phần 3 mặt giấy thi thôi Nhưng mà ở đây nhìn cái phần dung lượng là các bạn cũng đã thấy là chúng ta viết rơi vào khoảng gì ạ À ở đây chúng ta đã viết rơi vào khoảng 5 dòng Cho cái mở đoạn rồi Chị nghĩ là không, không, không ổn lắm nhá Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy Rồi bây giờ chúng ta sẽ có phần thao tác đầu tiên thân đoạn Chúng ta sẽ giải thích Lạc quan Là thái độ sống là tinh thần luôn hướng về những điều tốt đẹp ở phía trước. Được không ạ? À? Đây là cách giải thích của bạn ấy. Và đương nhiên như chị đã nói rằng là ở trong cái phần giải thích ấy thì các bạn cũng đừng quá lo lắng cho việc rằng là tôi phải giải thích giống như việc là tôi đưa ra một cái một cái định nghĩa. Ở đây là dựa vào cái quan điểm của các bạn đưa ra về vấn đề thôi. Được không ạ? À? vậy nên là các bạn cũng đừng có nặng nề quá về việc là gì ạ à, cũng đừng nặng nề quá về việc là chúng ta nhất định phải đưa ra giống như kiểu là gì ạ như là đưa ra một cái công thức ấy, hay là đưa ra một cái mà nó phải chuẩn chỉnh như trong từ điển không ạ đây là quan điểm của các bạn để các bạn làm gì ạ quan điểm của các em để các em có thể à, trình bày à, về cái vấn đề đó một cách dễ hiểu hơn đối với được không ạ đối với bài đọc của các bạn thôi thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Được không nào? Rồi ok ạ. À. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Đây là cách hiểu của bạn đấy. Chúng ta sẽ cùng đến với cái phần tiếp theo đó chính là gì nào? Đó chính là cái phần phân tích và bàn luận. Thì ở đây chị thấy bạn đấy có viết thêm một câu đó chính là là một người lạc cụ gì đấy, là một người lạc quan không phải lúc nào cũng sống vô tư và luôn nhìn nhận cuộc sống qua đôi kính màu hồng chị chẳng hiểu cái câu này xuất hiện ở đây để làm gì nữa đang thực sự không hiểu là cái câu này xuất hiện ở đây đóng vai trò là gì nữa lạc quan là cách nhìn là sự tin tưởng ở một tương lai tốt đẹp là kỹ năng sống mỗi người cần có các em thấy không một cái phần giải thích tiếp tục là bốn dòng quá dài dòng cho phần này một lát nữa chị sẽ chị hiên sẽ đưa ra cho các bạn một cái bài tham khảo ạ từ cái phần bài viết của bạn ấy ở đây thì chị sẽ đưa ra cho các bạn một cái phần bài viết tham khảo cũng với cái đề bài là vai trò của tinh thần lạc quan các bạn nhá à sao lại phản đề chưa chưa cả phân tích bàn luận gì đã phản đề gì ở đây hả à, hoa được không ạ à? viết một mặt giấy là dài đấy ạ à được không ạ chứ không phải là có được hay không đâu đây đang điều chỉnh để tiết chế đây thế là thấy phần mở đoạn cũng dài dòng phần giải thích cũng dài dòng đây là chưa có phân tích bàn luận một cái gì cả mà tự nhiên phản đề gì ở chỗ này đúng không ạ không phải là nặng lời nhưng mà đúng là như thế các bạn cần phải kiểm soát lại về cái việc là các bạn đã thực sự biết được chúng ta cần phải trình bày những ý gì trong câu nghị luận xã hội hay là chưa để tránh cái trường hợp tự nhiên viết gì phản đề ở đây ạ chưa cả phân tích bàn luận chưa cả chứng minh đã phản đề cái gì đúng không nên là tất cả các bạn phải chú ý nhá ok chưa nào thế nên là chị thấy cái phần này là cái phần không hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở đây tiếp tục này có những lợi ích rất rất thực tế của lối sống lạc quan à các bạn ơi đây mới là phần phân tích bàn luận này đưa ra quan điểm này nhưng mà chị thì chị không không có hài lòng với cái phần đưa ra quan điểm này lắm bởi vì bản chất chị thấy rằng là có nhiều cách diễn đạt hay hơn so với cách là có những cái lợi ích rất thực tế của cuộc của lối sống lạc quan chúng ta hoàn toàn có thể gì ạ dựa vào cái phần đề bài nêu ra là vai trò của tinh thần lạc quan từ đó chúng ta sẽ đưa ra cái gì ạ từ đó chúng ta sẽ đưa ra một cái uh, một cái cách đó là gì ạ đó chính là gì à chúng ta có thể đưa ra một cái cách khác đó là cái tinh thần lạc quan đóng cái vai trò quan trọng trong cuộc sống ví dụ là như vậy, ok chưa ạ? thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé, được không nào? rồi thì ở đây các bạn sẽ tiếp tục có này, nhưng mà cách này thì cũng không hẳn là sai. chị thì chị chỉ nghĩ rằng là chúng ta sẽ có nhiều cách diễn đạt hay hơn thôi. là quan là liều thuốc là liều thuốc hiệu quả đưa chúng ta thoát khỏi trạng thái cảm xúc tiêu cực rồi. chỉ cần bạn cười lên mỗi ngày, mọi căng thẳng mệt mỏi sẽ lùi bước trước tinh thần của bạn. Thay vì sống mãi trong quá khứ đau khổ, người lạc quan chọn hướng về một tương lai tốt đẹp. Họ biết cách đưa những khó khăn thử thách thành những bài học kinh nghiệm quý giá cho bản thân và luôn tin à luôn tin bản thân với sự thắng lợi của một tương lai tươi sáng. Chị không hiểu cái diễn đạt này lắm. Được không ạ? Không hiểu cái phần diễn đạt này lắm. Về cơ bản là hôm trước có chữa một cái đề về nghị luận văn học thì chúng ta cũng thấy rằng là gì nhỉ? À chúng ta cũng thấy rằng là 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 rất nhiều cái vấn đề có thể nhìn nhận trong diễn đạt. Vậy nên là chị nghĩ rằng đây không phải là câu chuyện của riêng cái bài viết ở đây. Được không ạ? Mà chị thì chị thấy rằng đây là gì ạ? Đây là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải để ý. Chúng ta sẽ cần phải rèn luyện trong giai đoạn này nếu như các bạn thực sự muốn đột phá số điểm văn được công nào và nhớ nha nếu mà các bạn muốn chấm chữa bài miễn phí thì các em hãy đăng ký ngay khóa học 10 ngày. Và đây sẽ là cái khóa học cuối cùng chị Hiên đồng hành cùng với 2K2 ngày mùng 5 tháng 6 là khóa học đã chính thức khai giảng rồi. Mà ngày hôm nay thì đã là ngày mùng 2 tháng 6 rồi. Còn chờ đợi gì nữa mà không tìm hiểu và đăng ký ngay ạ? Cơ hội cuối cùng để có thể bứt phá số điểm văn ạ. Còn chờ đợi gì nữa ạ? Đúng không ạ? Hãy nhắn tin ngay về nhé. Rồi tiếp tục chúng ta có này. Bởi chúng ta đều biết cuộc sống này luôn ẩn chứa những điều không như mong muốn. Mỗi lần vượt qua được những chuyện đó bằng tinh thần lạc quan, bạn thấy mình mạnh mẽ từ đó con đường đến với hạnh phúc cũng sẽ được kéo gần lại bên bạn. À thật ra về cơ bản thì cái cách tư duy mà chị vẫn thường định hướng các bạn để làm đó. Bao giờ các bạn cũng sẽ đặt ra những cái câu hỏi rằng là cái thái độ sống đó nó sẽ ảnh hưởng tới mỗi cá nhân như thế nào? Được không ạ? À? Và từ cái việc ảnh hưởng của nó tới mỗi cá nhân thì chúng ta sẽ thấy cái sự ảnh hưởng của nó tới cộng đồng xã hội như thế nào, tập thể cộng đồng xã hội như thế nào. Thì khi mà các bạn khai triển được theo những cái hướng đó thì chị nghĩ là sẽ ổn hơn rất nhiều. Tức là cái tư duy của các bạn và cái cách khai triển của các bạn cũng sẽ trở nên khoa học ấy. Được không ạ? À? Thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. <laughs> xin chào xuân tuế đã lâu rồi mới thấy vào xem phần phát trực tiếp của chị hiên nha <laughs> rồi ạ à, các bạn ơi các bạn sẽ chú ý nhé chúng ta nên tư duy như vậy được không ạ à? các bạn nên tư duy như vậy ok chưa nào rồi thì ở đây ví dụ như chúng ta có thể nói là khi mà chúng ta có được một cái tinh thần lạc quan đúng không ạ à? thì đứng trước những cái khó khăn thử thách chúng ta sẽ có những cái góc nhìn rất là tích cực về vấn đề đó ví dụ là như vậy chúng ta sẽ có cái động lực để vượt qua những khó khăn thử thách đó không lùi bước đúng không à, chúng ta sẽ có thể giữ được một cái thái độ sống luôn luôn vui vẻ và sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức và bên cạnh đó thì cái tinh thần lạc quan cũng sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa được cái căng thẳng mệt mỏi Đúng không ạ? Và truyền cái cảm hứng sống tích cực đến với mọi người xung quanh. Nếu như một tập thể mọi người đều giữ được một cái tinh thần sống lạc quan thì đó sẽ là một cái tập thể, một cái cộng đồng rất là hạnh phúc. Đó, ví dụ chúng ta có thể triển khai theo cái hướng như vậy. Rồi bây giờ sẽ là phần chứng minh nhé. Chứng minh ạ. Nhắc đến vai trò của tinh thần lạc quan, tôi nhớ đến Nick Vui Trích. Anh là một người không có chân, không có tay. Nhưng anh luôn có một niềm lạc quan vô hạn, đúng không ạ? Dù có những khuyết điểm về cơ thể, nhưng anh vẫn luôn giữ một tinh thần lạc quan lặp đi lặp lại này. Lạc quan vô hạn, để giữ một tinh thần lạc quan này lặp đi lặp lại cái ý đó. Được không ạ? Lặp đi lặp lại cái câu đó. Phấn đấu để trở thành một nhà diễn giả tài năng của thế giới. Soi chiếu bản thân mình, em ơi, cái phần dẫn chứng này chị nghĩ là em cần phải đề cập lại để làm rõ hơn. Được không ạ? Nhá để làm rõ hơn cho cái phần này chẳng hạn như là gì ạ, à, nhắc đến vai trò của tinh thần lạc quan tôi nhớ đến Nick Vujic, đúng không? Một diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng trên thế giới. Anh sinh ra với kiếm khuyết không có chân tay. Nhìn nhận một cách khách quan thì cuộc đời thật quá bất công với người với con người này. Nhưng bằng sự lạc quan của mình, Nick vẫn luôn gì ạ? À Nick đã nỗ lực hết sức để có thể xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hiện tại bên gia đình nhỏ và trở thành một trong những diễn giả, tác giả của những đầu sách bán chạy trên thế giới. Được không ạ? À? Đúng không nào? Anh ấy nhìn cuộc sống bằng đôi mắt lạc quan ấy. Và chúng ta thấy rằng là chính cái sự lạc quan đó đã giúp cho Nick thành công trong cuộc sống như vậy và đang có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc và viên mãn. Đúng không nào? Đó, thế xong gì chúng ta sẽ làm gì? Liên hệ bản thân. Đúng không? Liên hệ bản thân. Soi chiếu vào chính mình đôi khi ai ai còn hay than vãn, đôi khi tôi đúng không, hay chính bản thân tôi còn hay than vãn về những điều không mong như mong uh, điều không mong muốn xảy ra. Có lẽ tôi nên không phải có lẽ mà tôi cần phải thay đổi. Tôi nghĩ rằng mình cần phải thay đổi để nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn được chưa nào và đón nhận nó bằng tất cả cái sự bản lĩnh và trí tuệ của mình được không? Đó ok chưa ạ? Đó, thế bây giờ mới phản đề chứ Thế thì tự nhiên lúc nãy chưa cả phân tích bàn luận gì Tự nhiên đi phản đề, chẳng hiểu kiểu gì Nên là các bạn sẽ chú ý cái đó nhá Ok chưa ạ? Nhưng cũng đừng vì thế mà sống vô tư buông thả bản thân Mặc thế hệ tương lai bạn nhé Mặc kệ tương lai bạn nhé Cái cách đúng kiểu văn nói luôn ạ Mặc dù chị hiểu đây là cái phần phản đề Chúng ta hãy luôn giữ cho mình ngọn lửa lạc quan Tin rằng, ai tin rằng, đúng không? Bạn sẽ làm được chỉ cần bạn không ngừng tiến lên và nhớ lấy. Hãy viết trong trái tim mình rằng mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm. Chị thấy kết đoạn cũng không ổn lắm. Vậy là một cái phần bài viết 200 chữ các bạn nhìn thấy không? Quá nhiều những cái chỗ mà chúng ta cần phải thay đổi. Quá nhiều những cái phần mà chúng ta cần phải chỉnh sửa. Được không ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là có rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần gì chúng ta cần phải làm cần phải làm rõ ở đây. Được không nào? Ví dụ như cái phần kết ý, các bạn có thể thay đổi một chút. Bạn ơi, hãy luôn giữ cho mình ngọn lửa của sự lạc quan. Đúng không ạ? Và tin rằng mình sẽ làm được chỉ cần bạn không ngừng nỗ lực và kiên trì. Hãy luôn nhớ rằng, đúng không ạ? Trong trái tim của chúng ta, mỗi ngày thì đều là mỗi ngày tuyệt vời nhất trong năm. Ví dụ là như vậy, dùng cái câu đó cũng được. Thế nhưng mà các bạn cần phải chủ động giúp cho chị được không ạ? À? Hãy nhớ rằng là đây là một cái phần bài viết thứ nhất, đã không đảm bảo về mặt dung lượng bởi vì quá dài. Cái thứ hai mở đoạn dài, giải thích dài, phản đề đặt không đúng chỗ. À, phần phân tích bàn luận thì tư duy chưa khoa học. Phần chứng minh thì chưa đưa dẫn chứng vào được một cái cách triệt để nhất. Có mỗi cái phần liên hệ bản thân thì cũng tạm được nhưng vẫn phải sửa về diễn đạt và cuối cùng là cái phần kết đoạn thì cũng chưa được ổn lắm. Vậy nên thành ra là chị thấy có rất nhiều thứ chúng ta có thể thay đổi ở trong cái phần bài viết này. Được không ạ? Khi mà em đã thay đổi giống như cái cách mà chị vừa định hướng thì chị đảm bảo luôn là về cái phần dung lượng của em cũng sẽ được tiết chế lại một cách phù hợp. Nhá. Ok chưa ạ? Thì đấy là một cái phần bài viết À, đương nhiên là chị vẫn luôn luôn trên một cái tinh thần là những cái gì mà các bạn làm được thì phải động viên còn những cái gì mà các bạn làm chưa tốt thì chắc chắn là phải đưa ra cái gì ạ Chắc chắn là sẽ phải đưa ra cái lời khuyên cho các em và bây giờ sẽ lại là một cái đề tiếp theo các bạn nhé tiếp tục lại là một cái đề tiếp theo và các em ơi bây giờ sẽ không còn cái nhiều thời gian để các bạn tìm hiểu về khóa học 10 ngày nữa đâu nếu như các bạn muốn đăng ký thì các bạn sẽ đăng ký luôn giúp chị nhá. Bởi vì đến mùng 5 là chúng mình sẽ khai giảng rồi. Đây sẽ là một cái gì ạ? À đây sẽ là một cái thời điểm rất là quan trọng để quyết định rằng các bạn có lựa chọn việc ôn tập cùng với chị hay không. Chị rất hy vọng sẽ được gặp các bạn. <laughs> Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục đến với một cái đề tiếp theo nhá. Đề bài mà chị Hiên có ở đây đó chính là ý nghĩa của việc lựa chọn đúng công việc mình yêu thích quen thuộc không ý nghĩa của việc lựa chọn đúng ý nghĩa của việc lựa chọn đúng công việc mình yêu thích được không ạ à? ý nghĩa của việc lựa chọn đúng công việc mình yêu thích. Ba ngày nữa kịp không cái gì? Mình uh, đang phải mình đăng ký khóa học chứ khóa học đã diễn ra đâu mà ba ngày nữa kịp không hả? Ba ngày nữa chị mới khai giảng vậy nên là vẫn ngày kia kịp không chị? Chắc không á, Khánh ạ, chắc không á. Tưởng muốn được vào lớp 10 ngày là dễ à mà lại còn hỏi chị ngày kia kịp không hả? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phần bài viết nhé có ý kiến cho rằng hãy theo đuổi đam mê thành công sẽ theo đuổi bạn chị nghĩ là cái cái câu này nó nó như nào nhỉ tức là chúng ta sẽ lại phải mất thời gian chúng ta sẽ lại phải mất thời gian để chúng mình dẫn vào công việc yêu thích ý bởi vì bản chất các em thấy rằng cái câu này nếu như dùng cho đề bài là vai trò của đam mê đúng không sự cần thiết phải sống có đam mê thì chị nghĩ là hợp lý nhưng mà bây giờ cái đề bài của chúng ta nội dung đó là ý nghĩa của việc lựa chọn đúng công việc mà mình yêu thích cơ mà. Đúng không? Vậy nên là chị nghĩ là cần phải có thêm phần dẫn để xem bạn ấy dẫn như thế nào nhá. Quả thực là như vậy. Bạn sẽ thành công khi được làm công việc mà mình yêu thích. À, điều mà bạn đam mê đúng không? Cũng tạm ổn, được không ạ? Nhưng mà chị thì chị có một cái cách khác, chị nghĩ là sẽ sẽ ok la hơn. Các bạn có thể tham khảo nhá đó là ai đó đã từng nói rằng được làm công việc mà mình yêu thích nghĩa là suốt đời không phải làm việc đó chị, chị nghĩ là dùng câu đấy sẽ hợp lý hơn và câu nói ấy như đang nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của việc chọn đúng công việc mình yêu thích ví dụ là như vậy em có thể lên cái trang danh ngôn com á, ở đó nó có rất nhiều câu danh ngôn hay về rất nhiều đề tài khác nhau á, em ạ à. Em có thể lên cái trang đó thử xem sao nhá Chị đang công ghim link ở đây cho các bạn Cái trang đó được Được không nào? Thì ví dụ mình có thể dùng cái câu đó Thì chị nghĩ sẽ hợp lý hơn Chị nhắc nhớ lại, chị nhắc lại nhá Ai đó đã từng nói Được làm công việc mà mình yêu thích Nghĩa là suốt đời Không phải làm việc Và câu nói ấy như nhắc nhở chúng ta Về ý nghĩa của việc chọn đúng Công việc mình yêu thích Ví dụ như thế nhá Thì chị nghĩ sẽ hợp lý hơn Rồi ạ bắt đầu giải thích này Giải thích nha Công việc mình yêu thích Được hiểu là công việc mà bản thân mong muốn À được không ạ À phù hợp với sở trường Và đem lại sự thỏa mãn về tinh thần Cho mỗi người Tốt Cái cách giải thích này chị nghĩ hợp lý Được chưa ạ Bây giờ mình sẽ bắt đầu phân tích bàn luận nha Khi được thỏa sức trong công việc mình yêu thích Có thể thỏa sức sáng tạo tìm thấy sự hứng khởi động lực để làm việc được đấy được không ạ sẽ không phải mang tâm lý ép buộc áp lực nặng nề tuy nhiên công việc nào cũng sẽ có lúc khó khăn thách thức bởi thành công chưa bao giờ là điều dễ dàng thế nhưng đối với công việc mà ta say mê thì những trở ngại ấy chính là bàn đạp để chúng ta phát huy sức mạnh nội tại của bản thân để đi đến với thành công à tốt hơn rồi đấy ạ được không nào tốt hơn rồi đấy ạ à chính vì yêu và có đam mê với công việc nên hiệu suất làm việc sẽ cao thậm chí còn đạt được những thành tích đáng kể và có được sự đột phá trong công việc tìm được công việc đam mê giúp cho chúng ta có thêm cảm hứng yêu thương cuộc sống và, và yêu thêm cuộc sống và à, cảm thấy rằng và thấy rằng công việc mình đang làm rất có giá trị được không ạ những cái công việc mình đang làm rất có giá trị à được không ạ à? và từ đó thì bạn sẽ trở thành một người tích cực năng động truyền cái cảm hứng sống tích cực đến với mọi người xung quanh đúng không có thể nói thêm một chút về cái ảnh hưởng của cái điều đó tới cộng đồng tới mọi người xung quanh tới xã hội ok chưa ạ rồi phần này thấy ổn áp hơn rồi đấy ạ cảm giác là thấy có niềm tin hơn rồi đấy ạ rồi ạ như chúng ta đã biết À, Quang Linh là một trong những chàng trai Việt Nam chưa có sự kết nối với phần phân tích bàn luận ở đây bị đứt gãy phải liên kết được không ạ? À? Chúng ta nên có một cái sự liên kết được chưa nào? Tôi chợt nhớ đến ai đó đúng không? Nói về cái ý nghĩa của việc gì ạ? À? Lựa chọn được công việc mà mình yêu thích thì tôi nhớ đến ai đó? OK chưa nào? có cái sự liên kết đi, đừng làm cho những cái phần nội dung ở trong một đoạn văn nó bị đứt gãy nhá. Như chúng ta đã biết Quang Linh là một chàng trai Việt Nam, đã đem hình ảnh của đất nước mình thay Việt Nam đi, thế đi. Đất nước mình, đến với bạn bè châu Phi, anh nổi tiếng với hành trình thiện nguyện đầy gian truân ở vùng đất này. Nhưng anh luôn vui vẻ lạc quan bởi đó là công việc anh yêu thích. Thế nhưng bên cạnh tấm gương sáng nêu trên thì vẫn còn tồn tại à, Rồi ở đây chúng ta thấy rằng bạn ấy có đề cập đến được cái ý là Là Quang Linh cảm thấy rất là vui vẻ Đúng không ạ? À? Lạc quan à, Với cái công việc chị thấy là cái phần dẫn chứng này nó vẫn có vấn đề nhá Tức là cách đưa dẫn chứng vẫn có vấn đề nha Mặc dù cái phần phân tích bàn luận đã khá hơn một chút rồi Nhưng cái phần dẫn chứng này mình vẫn sẽ có cách để mình đưa phù hợp hơn Chị sẽ chữa riêng với em nhá Thế nhưng bên cạnh tấm gương sáng nêu trên Thì vẫn còn tồn tại một bộ phận những người sống không có mục tiêu Người lao động Cái phần này là cực kỳ có vấn đề luôn á Bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền Với trái với luân thường đạo lý Rồi liên hệ bản thân này soi chiếu với bản thân mình Tôi biết soi chiếu bản thân mình Tôi biết mình cũng đang nỗ lực hướng tới công việc Trở thành một giáo viên giỏi Truyền đạt những điều tốt đẹp Tôi sẽ nỗ lực ở trên vừa nỗ lực này Dưới lại nỗ lực tiếp này Thay thế đi em, đừng có để những cái từ lặp đi lặp lại như vậy nữa Ok chưa ạ? đừng có để lặp đi lặp lại như vậy nữa được không nào để thực hiện được mong muốn ấy của bản thân các bạn trẻ hãy nhớ rằng có hai điều may mắn nhất trong cuộc đời này à, một trong số đó là tìm được công việc mà mình đam mê vậy nên đừng bao giờ từ bỏ ước mơ về công việc mà mình yêu thích định hướng học tập rõ ràng để chọn được công việc yêu thích sẽ là ánh sáng dẫn lối ta đến thành công <laughs> nói chung là thấy là khá hơn bài trước thôi còn về cơ bản thì cũng sẽ có rất là nhiều được không ạ sẽ có rất là nhiều những cái sự bổ sung cho em ở trong cái phần này <laughs> đúng rồi đấy đấy vậy nên là tuế ơi chị đang nói là là về cái phần diễn đạt đấy ạ được không ạ về phần diễn đạt đấy ạ <laughs> thế nên là có rất nhiều những cái chắc chắn là sẽ phải sửa rất nhiều ở trong bài này thì chị cảm thấy là cái 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 điều mà bạn ấy làm tốt hơn cả Có lẽ sẽ là những cái liên quan tới phần lập luận Được không ạ? À? Phần bàn luận, phân tích bàn luận còn lại Đưa ra dẫn chứng cũng có vấn đề Rồi thì đặc biệt là cái phần phản đề mở rộng rất có vấn đề Phần liên hệ bản thân thì cũng ổn ổn một chút Bởi vì cũng đã nói ra được cái công việc mà mình đang yêu thích Mình định hướng mình sẽ lựa chọn là trở thành giáo viên được không ạ? À? Phần kết đoạn thì cũng ổn ổn Nhưng mà nói chung là cái phần chứng minh và cái phần phản đề mở rộng ấy Thì đấy là cái phần mà đặc biệt là sẽ phải xem lại về diễn đạt Cách dùng từ ngữ có chụp phù hợp hay chưa Được không nào? Đó, vậy nên là đấy, các bạn thấy không? Từ cái việc chúng ta chữa đề thực tế như vậy Thì chúng ta mới biết được là bản thân chúng ta Gì ạ? À? Bản thân chúng ta đang bản thân chúng ta đang gọi là gì ạ? Gặp những cái lỗi ở đâu, những cái điều gì chúng ta có thể thay đổi ở trong cái giai đoạn nước rút này. Và chị cho rằng cái việc chấm chữa bài, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khóa 10 ngày của cô sau khi em học, em có dữ liệu để học bài hay sao ạ? Có dữ liệu để học bài hay sao là sao? Trong khóa học 10 ngày của chị ạ, khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 6 thì thứ nhất em sẽ được tổng ôn lại toàn bộ kiến thức. Trọng tâm về phương pháp để em biết cách làm đọc hiểu nghị luận xã hội và nghị luận văn học tốt lại một lần nữa nha sau đấy thì em sẽ có bài tập về nhà sau các buổi và em cũng sẽ được chấm chữa chi tiết để biết được rằng là em đã tốt chỗ nào và chưa tốt chỗ nào. Ngoài ra thì những bài viết hay của các bạn ý trong lớp mình á cũng sẽ có những bạn học giỏi, học tốt thì các chị sẽ đẩy lên một cái file chung để tất cả chúng ta cùng tham khảo. Và bên cạnh đấy thì các bạn cũng sẽ có tài liệu bổ, bổ trợ cho các buổi học. Và đương nhiên là tất cả các buổi học thì chị đều sẽ lưu lại để các em có thể chủ động ôn trong cái thời gian cuối nữa. Được không ạ? vậy nên là các bạn sẽ chú ý là nếu như bây giờ các bạn chưa tìm hiểu và chưa đăng ký khóa học 10 ngày thì các bạn sẽ tìm hiểu luôn nhé bởi vì khóa học này thì sẽ khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 6 và ngày hôm nay đã là ngày mùng 2 tháng 6 rồi được không ạ? chị rất hy vọng là có thể được gặp các bạn trong cái giai đoạn nước rút này đồng hành cùng với các em để có thể là giúp các em bứt phá được cái số điểm môn văn ở trong giai đoạn cuối này ok không ạ? có rất nhiều thứ hay ho chúng mình sẽ chờ đợi và đương nhiên là chúng ta sẽ cố gắng để khô máu với nhau trong cái giai đoạn cuối. Ok chưa ạ? À, đấy là cái nội dung mà chị Yên muốn chia sẻ cùng với các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Chị mong rằng là trong giai đoạn cuối này thì các bạn sẽ có thể tìm ra được những cái kỹ năng, những cái phương pháp để các em có thể áp dụng nó thật là hiệu quả vào trong cái phần bài thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới của chúng mình nhá. Còn bây giờ thì có lẽ là chị Hiên sẽ phải gửi lời chào tạm biệt tới các bạn thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo của chị Hiên nhá. Xin chào, và hẹn gặp lại các em. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye bye. đăng ký ngay khóa học 10 ngày chạy văn cùng với chị Hiên để được tổng ôn về tất cả kiến thức văn trước khi bắt đầu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây chắc chắn sẽ là bước chạy nước rút cuối cùng để giúp cho các bạn đạt được điểm 8 cộng môn văn đấy. Nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên ngay nhé!